làm thế nào mới thoát khỏi miệng sói? Đàn sói đã dần dần tiến sát tới. Cậu bé cuối cùng cũng cảm giác được nguy hiểm, xoay người chạy bạt mạng. Trong lúc hoảng loạn vấp cái cây ngã xuống đất, mà trước mặt cậu bé là vua sói đang nằm xuống vì bị trúng bẫy săn của người. Lúc này cậu bé hình như quên đi nguy hiểm đang tới gần. Cậu nhẹ nhàng gỡ lưỡi trên người vua sói ra, mở bình nước lọc ra, dùng nước nguồn rửa sạch vết thương của vua sói. Vua sói cảm thấy đau, cậu bé liền cúi xuống nhẹ nhàng thổi. Lúc này vua sói cũng bớt đau hơn, cậu bé lại cầm khăn tay mẹ tặng, giúp vua sói băng lại vết thương. Việc lớn đã làm xong, cậu bé giang hai tay chúc mừng. Đàn sói máu lạnh lúc đó cũng như đang cổ vũ. Cậu bé nhẹ nhàng tiến đến người vua sói, hỏi ra một vấn đề khiến người ta đau lòng: mẹ có phải không cần mình rồi không? Câu hỏi này khiến sói ba không cách nào trả lời được, nó chỉ có thể thành chỗ dựa của cậu bé, ngồi yên lặng ở đó. Màn đêm đã dần buông xuống, cậu bé lại chỉ có thể dựa vào chút bánh mì khô chống đói. Quả cầu thủy tinh trong tay nhẹ nhàng lăn, nhìn thấy bướm bay qua bay lại khiến cậu bé vui mừng cổ vũ, cuối cùng cũng không chịu được sự buồn ngủ mà ngã xuống. Tất cả đều lọt vào tầm mắt của vua sói, nó dần dần tiến đến chỗ cậu bé, dùng lưỡi liếm mặt cậu bé. Cậu bé vừa mở hai mắt ngoan ngoãn bò lên lưng sói, cùng vua sói đi đến một hang động. Cậu bé khóc gọi mẹ, vua sói vội tha ra một con cá cho cậu ăn. Cậu bé nói cá sống không thể ăn. Vua sói sau khi nghe xong vội vàng đi tìm, mà lần này nó mang tới chính là quả trứng vàng đã luộc. Cậu bé nhìn quả trứng vàng nhớ đến mẹ, không nhịn được mà khóc rồi ngủ lịm đi. Trong giấc mơ của mình, cậu lạc trong núi sói, cậu cứ vậy mà gọi mẹ, nhưng mẹ vẫn bật vô âm tín. Giấc mơ này theo cậu suốt 10 năm. Cậu cũng trở thành một chàng thanh niên. Cậu bé cùng đàn sói chạy trên thảo nguyên, tiện tay hái xuống một quả, vui mừng ăn. Quả cầu thủy tinh lúc nhỏ là vật thần giúp cậu săn bắn, ống ra chính là trang sức duy nhất. Lúc trời nóng, sẽ cùng sói ba xuống hồ tắm rửa. Mỗi ngày cứ vậy mà trôi qua, nhưng những ngày tốt đẹp lại không dài. Sói ba ngày nọ đột nhiên hú lên một trận, Trạch Minh kinh ngạc, chạy như bay về chỗ ở. Sau khi về đến nhà, bệnh của sói mẹ đã sắp không ổn rồi. Trạch Minh quỳ xuống trước mặt mẹ nuôi đau khổ khóc, ôm sói mẹ trong ngực đưa nó đoạn đường cuối cùng. Tối đó, tiếng hú của Trạch Minh và sói ba vang cả núi rừng. Ôm nỗi đau này cho đến một ngày một cô gái đến, mới hoàn toàn chữa lành. Cô gái này là một nhiếp ảnh gia, cô ấy vì muốn đạt giải trong cuộc thi lần này mà đến núi sói này. Trường hợp lúc này cô chụp được ảnh của một cậu thanh niên đang tắm, Mật Mật kinh ngạc, máy ảnh suýt chút nữa thì rơi xuống. Lúc cô giơ máy ảnh lên, Trạch Minh đã tới trước Mật Mật lại kinh ngạc, không thể không nói là bội phục. Một lúc kinh ngạc đến hai lần, Trạch Minh đưa cô về đến hang sói, không để ý cởi áo ra, sau đó lại muốn ai ra, không được cởi. Hóa ra có người thật sự vì bạn gái không sợ tất cả nguy hiểm. Trạch Minh leo lên vách đá dốc nhất chỉ vì hái thuốc cảm cho bạn gái. Cậu nhẹ nhàng giã nát thảo dược ra, lại cẩn thận đút cho bạn gái, đem chiếc áo duy nhất đắp lên người bạn gái, sau đó ôm cô ngủ. Khoảnh khắc này trông vô cùng tình cảm. Ngày hôm sau, đôi tình nhân này chuẩn bị đi vào gần khu rừng phía trước, đột nhiên truyền tới âm thanh của thợ săn. Trạch Minh lặng lẽ đi qua quan sát, nghe thấy bọn họ đánh chủ ý lên sói ba. Trạch Minh từ từ bò lên đỉnh tảng đá, sau đó cướp lấy súng săn thợ săn. Người thợ săn vội vàng đuổi theo. Trạch Minh lại như ở phía trước đợi đối phương lâu rồi, cậu tức giận quay người lại, hai mắt vẫn nộ nhìn đối phương, tay trái vung lên mạnh mẽ, súng tuột khỏi tay mà bay về phía người thợ săn, lại dùng tốc độ 100m chạy về phía trước, giơ tay ôm lấy thợ săn, trực tiếp ấn vào cây. Đồng bọn không thèm nói đạo lý, muốn đánh lén cậu thanh niên, nhưng cậu nhanh nhẹn trốn thoát. Lúc đó anh cho tên thợ săn cú cuối cùng, cơ thể đột nhiên không thể động được, hóa ra là bị đồng bọn tấn công bằng thuốc mê. Vậy tôi phải nói một câu, lơ là một chút không có tốt. Tên thợ săn ném cậu xuống hố, xoay người tiếp tục tìm sói. Mật Mật vội vàng cứu lấy cậu, cậu bảo Mật Mật đi thông báo với sói ba trước. Mật Mật biết đám sói này quan trọng với cậu như thế nào, cô lúc đó không dám chậm trễ mà đến hang sói, nói tất cả mọi chuyện xảy ra cho sói ba biết. Không tới lúc một lúc, thợ săn đã đến chỗ này, bọn họ ném khói mù ra, đợi khói mù tản ra liền đi vào trong hang. Đáng tiếc hang động ngay cả bóng dáng nửa con sói cũng không có. Chính lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, vua sói xuất hiện, dọa cho bọn họ chạy vào trong hang, đàn sói đuổi theo không rời. Sau đó một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau khi Trạch Minh được cứu, tiếp tục chuyến đi, sói ba hình như hiểu được bọn họ muốn đi đâu. Đi phía sau bọn họ, Trạch Minh sợ sói ba nhìn thấy sẽ càng thêm đau lòng, chỉ có thể an ủi sói ba quay về trước. Sói ba không nỡ nhìn về phía bọn họ, trong lòng sói ba cũng hiểu được bọn họ muốn đến mộ chôn sói mẹ. Trạch Minh cầm vòng hoa đã bện đội lên đầu Mật Mật, trước mặt mẹ hứa hẹn cả đời quan trọng nhất, làm mẹ sói của tôi sẽ luôn bảo vệ em. Mà bên kia, Mật Mật đã rất lâu rồi không về nhà, người trong nhà đều đi tìm cô ấy. Nếu như vệ của bạn quay về nhà, liệu bạn có vui vẻ giống cậu ấy? Sói ba nhìn ra tâm tư của cậu, chuẩn bị hành lý tha đến cho cậu. Trạch Minh hiểu đây là muốn cậu đi xuống núi tìm. Đầu sói ba không ngoảnh lại mà chạy về phía rừng sâu. Sói ba không cần bỏ con đi. Trạch Minh đau khổ quỳ xuống đất gào to lên: sói ba! Cuối cùng sói ba cũng mềm lòng, nó chạy tới liếm đi nước mắt của Trạch Minh. Một người một sói ôm nhau thắm thiết. Sói ba quyết định xuống núi cùng cậu. Người đàn ông này lần đầu tiên đến thành phố, hội múa lân náo nhiệt, khiến cậu tò mò. Cậu dần đi về phía hội múa lân, lại không cẩn thận đụng trúng một người. Tôi xin lỗi em thanh này,
em Thanh này, không thể không nói, người có duyên ắt sẽ gặp lại. Rất nhiều năm sau, Trạch Minh dắt theo con trai đến núi sói. Cậu nhận một cuộc điện thoại xong, lại phát hiện con chạy mất rồi. Người mẹ tới càng lo lắng hơn. Lúc này, sói ba đưa cậu bé xuất hiện. Sói ba lúc này đã trở thành sói ông nội rồi. Trạch Minh vội vàng chạy tới ôm lấy sói ba. Sói ba, cảm ơn ba. Bản thân vì bị vứt bỏ trên núi sói, nhưng vì con có ba, bởi vì con là hoàng tử sói. Đây là con sói đầu tiên trong lịch sử được con người thuần hóa. Thời gian theo đó xoay chuyển cuối cùng biến thành